Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi Bằng Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip là đổ cái nền móng cô chú anh chị. Thì mấy bữa rồi mình có làm xong dòng móng mà mưa. Nay hết mưa rồi, nay mình anh em mình đổ cái dòng móng nha. Rồi mình sẽ quay cận cảnh để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì đổ cái dòng móng này không có bơm bê tông tươi, mà đổ cũng hồ bằng anh em đổ gia công nha. Thì này đang đổ trực tiếp luôn, mình chọn bằng máy rồi anh em đưa đá cát vào thủ công chứ không có sử dụng bê tông tươi. Lý do là mình kêu cũng kêu khó thì để mà đổ kịp cái dàn móng này, này do mưa nhiều nên mình đổ bằng anh em đổ cho công tay luôn. Thì ở đây sử dụng là 4 xô cát, 1 bao xi măng, 8 đá. Ở đây mình đổ cái bê tông này là bằng đá mè nha cô chú anh chị và các bạn. Đá mè là đá trắng đó nha. Đây. Này là đá mè nè. Đá mè là tôi cũng kêu là đá trắng nè. Còn đá xanh thì nó hơi dở đá này nha. Thì ở đây mình chọn cái đá này để đổ cái móng băng này, cái móng băng móng gọ này nha cô chú anh chị các bạn. Thì ở đây sớm giờ mình đổ cũng được hai gọ máy, gần ba cái gọ nè. Giờ đang trực tiếp để đổ tiếp tục luôn. Sử dụng là xi măng Quy Sen Hà Tiên ngang cô chú anh chị và bạn, thì BCB 50 đó. Ta kéo xe tới chút xíu đổ rồi nó có luôn. Xe luôn hả? Đồ. Khổ rồi. Cái này mình làm ở cái khu vực miền Tây nha cô chú anh chị và các bạn.
thì ở miền quê á thì những anh em làm thì rất tích cực nha, trong hồ chắc đá chắc cát đi vô để đổ cho nó hoàn thiện một cái móng này. Bữa nay mình đổ khoảng mười mấy khối bê tông nha cô chú anh chị các bạn, khoảng trên một trên 100 bao nha. Thì chắc chị định nếu mà không mưa thì chúng ngồi sớm, mà có mưa thì hơi cực khổ nha. Đây là mình có cái máy chùi đun xuống cho nó để bê tông nó được dễ.
dây vậy? Dây đó mày vậy? Đổ vào đó đi. Đổ vào đó đó cho nó dồn nước qua. Đổ vào đó đi cho nó dồn nước qua đây. Thiếu nước rồi. Ừ. Chưa dở có ý là có thể tới được rồi. Trời, lấy cái máy tao gung xuống cho nó lấy rồi. Cái sao gung quá cũng chàng hả? Dạ. Đó. Gung ta bay cho nó nhẹ. Mày. Rồi thứ ra khác hay rồi. Vô cái cột mà gần vô cột cho nó vô đá vô nó chạy đá vô. Tới luôn. Ừ. Đúng bài đó, đậu đá vậy là đưa lại là im đó. Chào lần lần ra ngoài luôn à.
Có hốt miếng bột lại đây quá. Thôi, hốt miếng bột nó đổ đây nè anh ơi. Hốt miếng bột nó đổ đây nè. Bột nó đá không nội. Đâu. Quá trời giờ ghê luôn. Đưa bột vô, đưa bột cho được. Đá không à. Bột kìa kìa, lắc lắc bột trên xe của kìa. Mình sớm giờ cũng chia sẻ cận cảnh đổ bê tông chân móng cọc của chú anh chị các bạn. Rồi mình cũng hẹn lại của chú anh chị là các bạn trong những clip tiếp theo nha. Ok. Bye bye.